Sẽ ra sao nếu một ngày khắp nơi đều là châu chấu mà còn lại là châu chấu khát máu ăn thịt người? Chúng sẽ càn quét tất cả mọi thứ mà chúng đi qua. Nhưng những con châu chấu đó được tạo ra như thế nào? Muốn biết, mời các bạn hãy đến với bộ phim The Swarm, bài đàn khát máu ngay sau đây nhé. Cảnh báo, video tóm tắt có tiết lộ nội dung và tình tiết phim. Mở đầu bộ phim là hình ảnh yên bình tại một vùng nông thôn nước Pháp. Gia đình Virginie sống bằng nghề nuôi châu chấu, sau đó sẽ nướng chúng lên rồi xay ra thành bột và bán đi, với mong muốn là thực phẩm này về sau sẽ thay thế thịt. Bột châu chấu này được Virginie nghiên cứu giàu protein hơn cả thịt. Nhưng thời gian gần đây sản lượng thu hoạch châu chấu bị giảm sút, chúng không còn để trứng đều đặn nữa. Virginie có hai người con, chị cả là Laura và đứa con trai út tên là Gaston. Hai chị em Laura thường xuyên bị đám bạn trong trường trêu chọc vì nghề chăn nuôi là lẫm của gia đình cô. Ryan, một người thu mua bột châu chấu đến lấy hàng, thì biết được sản lượng bây giờ chỉ bằng 1/4 so với thỏa thuận ban đầu, vỏn vẹn có 40 kg. Anh ta lợi dụng việc đó và ép giá. Điều này càng làm cho gia đình của Virginie thêm phần khó khăn. Buộc lòng, Virginie phải gọi điện cho Karim để vay mượn một số tiền. Vào một buổi tối, Virginie thử cách cho đám châu chấu nghe nhạc xem có giúp ích được cho việc sinh sản của chúng hay không. Những áp lực về đồng tiền cứ thế mà đè nặng lên gia đình của ba mẹ con. Laura lại tiếp tục bị chiêu chọc. Đám bạn của cô quay một video mỉa mai khi chúng nói rằng đây là một cái bánh pancake châu chấu. Sau đó chúng thể hiện thái độ cợt nhã và gọi mẹ Laura là mẹ châu chấu. Gaston lấy con châu chấu ra để chơi thì con châu chấu đó bị thu hút bởi vết chai trên ngón tay của cậu. Nó tiến lại gần và đã ăn phần da bị chai đó. Điều đó làm khơi gợi lên sự tò mò của Gaston. Laura và Gaston bắt gặp Kevin, tên bạn học đã quay clip chơi xỉu gia đình cô. Laura liền tiến đến để hỏi chuyện cho ra lẽ. Hai bên xảy ra xô xát và Gaston trong lúc can ngăn chị gái mình đã bị chảy xước đầu gối. Về đến nhà, Virginie và Laura đã cãi nhau vì việc nuôi châu chấu này mà Laura bị bạn bè trêu chọc. Virginie hứa sẽ bán trang trại này đi và cả gia đình sẽ dọn đến một nơi khác sinh sống. Việc này đã giúp Laura cảm thấy vui vẻ hơn. Ngày hôm sau khi đến trường, Laura đến gặp Kevin để nói rằng 1 tháng nữa cả gia đình cô sẽ dọn đi. Có một cuộc gọi đến cho Virginie, người đó nói rằng sẽ mua hết số bột châu chấu còn lại của Virginie với giá là 80 đồng. Ngày hôm sau, ông ta đến để lấy số bột đó thì biết rằng số bột đó chỉ được mua với giá 50 đồng, 30 đồng kia sẽ do Karim chi trả. Thậm chí, bột châu chấu chỉ được mua về để làm thức ăn gia súc. Việc này đã đụng đến cái tôi của Virginie. Cô tức giận đòi lại toàn bộ số bột và vào phòng lab phá hết thiết bị trong đó. Cô bất cẩn bị trượt ngã và bất tỉnh. Máu của Virginie đã nhuộm đỏ khúc gỗ và đám châu chấu thì có vẻ thích vũng máu đó. Virginie khi tỉnh dậy đã bàng hoàng về việc này. Lúc này cô nhận ra sự việc mà nó là một bước ngoặt lớn của bộ phim. Tối đến, sau khi nói chuyện với Karim, Virginie ra phòng lab và nhận ra rằng đám châu chấu có sự thúc đẩy nhanh hơn về thể xác cũng như sinh sản. Những quả trứng đã xuất hiện. Virginie trằn trọc cả đêm để suy nghĩ về điều đó. Ngày hôm sau, cô ra phòng lab và nhận thấy đám châu chấu bay loạn xạ. Cảm giác chúng có nhiều sức sống hơn, thậm chí là hung tợn hơn. Cô ngờ ngợ về những vụ việc xảy ra gần đây. Sau đó, cô quyết định cho cánh tay bị thương của mình vào trong. Quả nhiên, đám châu chấu liền bay vào và cắn xé đúng ngay chỗ vết thương. Đêm lại xuống, giờ đây tiếng kêu của chúng đã lớn hơn và kéo dài suốt đêm. Ngay cả cậu con trai Gaston cũng nhận ra sự thay đổi này. Sáng ngày hôm sau, Virginie mặc đồ bảo hộ và bước vào phòng nuôi để xem xét tình hình rõ ràng hơn. Quả thật, những con châu chấu con đã xuất hiện, vì sinh sản của chúng đã được phát triển hơn trên cả mong đợi. Điều đó kéo theo quy mô phải được mở rộng. Cô đã nhờ Karim đến phụ mình để làm thêm nhà kính nuôi chúng. Cô nói dối với các con của mình là đã cho chúng ăn mùi tây để chúng khỏe mạnh trở lại. Và cũng không quên dặn dò con mình không được tùy tiện vào bên trong nếu như không có đồ bảo hộ. Gaston xin vài con để đem vào lồng kính nuôi chung với những con trước đó. Nhưng không ngờ, chúng đã ăn thịt những con cũ với sức khỏe yếu hơn. Trong phòng lab, để duy trì cho đám châu chấu đã khỏe mạnh, Virginie đã tự là tay mình, mặc đồ bảo hộ bước vào trong để chúng ăn máu. Cô đang nuôi chúng bằng chính cơ thể của mình. Sản lượng châu chấu tăng nhanh, nhưng chất lượng thì không còn nằm trong kiểm soát của Virginie nữa. Vì thế, cô thay đổi kế hoạch của mình, sản xuất thức ăn gia súc mà phần chính là châu chấu. Việc kinh doanh có những chuyển biến tích cực hơn, những khoản nợ cũng được Virginie thanh toán dần với việc phải đẩy mạnh sản lượng châu chấu. Cô cũng bắt đầu đặt máu tươi bên ngoài về, trộn với thạch thành những cục thạch máu làm thức ăn cho đám châu chấu đó. Sự phát triển của nông trại đồng nghĩa với việc ba mẹ con sẽ tiếp tục ở lại đây để chăm sóc trang trại này. Laura cảm thấy không vui về việc này và cho rằng Virginie là kẻ nói dối. Hai mẹ con bắt đầu xảy ra những cuộc cãi vã nhiều hơn. Laura lợi dụng việc Virginie đang đi giao hàng, cô ở nhà và đã cầm dao đến nhà kính để phá nát nơi đây. Đàn châu chấu thoát được ra ngoài, bay đến tấn công chiếc xe mà Gaston đang ở bên trong. Cậu may mắn thoát được nhưng chú dê mà cậu hết mực cưng chiều đã trở thành bữa ăn của chúng. Ngày hôm sau, cả nhà quyết định ra biển chơi để làm xoa dịu không khí giữa Virginie và Laura. Về đến nhà, Laura còn được mẹ tặng một chiếc xe mới toanh. Virginie đặt thêm máu để làm thức ăn thì bị từ chối vì cô không có giấy phép. Thế là cô quyết định lấy máu của chính mình. Virginie cũng bắt lấy chú chó của ông lão hàng xóm để làm thức ăn cho chúng. Tối đến, Virginie đi bắt chậm những gia súc của các nông trại lân cận, giết chúng và lấy máu. Nhưng chừng ấy là không đủ, với quy mô ngày càng mở rộng của cô. Một buổi sáng, Laura đưa em trai đến trường để đi hội trại. Khi trở về, cô không tìm thấy mẹ mình đâu. Vào đến phòng thì chỉ thấy những bộ quần áo dính máu. Đi ra nhà kính, Laura kinh hoàng nhìn thấy mẹ mình đang ngồi yên trong hòm nuôi châu chấu, để chúng bu quanh và cấu xé cơ thể. Laura hoảng sợ bỏ chạy vào phòng và đóng cửa lại. Đến lúc này, Virginie gần như đã mất hết lý trí để lo cho hai người con, duy trì trang trại. Cô đang dùng tất cả mọi cách, dù cho đó là tiêu cực nhất. Laura nhắn tin cầu cứu Karim. Tối đó, anh đến nhà Virginie để tìm hiểu sự việc. Anh chở hai mẹ con về nhà mình để nấu ăn và xem phim. Karim tìm cách để hỏi Laura, nhưng Virginie đã ở ngay phía sau và không cho phép Laura tiết lộ về những việc mình đã nhìn thấy. Không thể giải quyết được vụ việc, Karim bèn chở hai mẹ con về. Ông lão hàng xóm vẫn đang tìm chú chó bị mất tích của mình. Trong lúc cả gia đình Virginie vắng nhà, ông đã lẻn vào trang trại để tìm. Ông tò mò mở một nhà kính và bước vào trong, ngước lên trên cao. Ông hoảng sợ vì đặt những con châu chấu và chúng cũng bắt đầu tấn công ông. Karim sau khi chở hai mẹ con về nhà, anh cũng lẻn vào trang trại để tìm hiểu nguyên nhân. Vừa bước vào, anh bàng hoàng phát hiện ông lão kia đã chết từ lúc nào. Trên gương mặt ông đang bị những con châu chấu cấu xé. Anh hốt hoảng bỏ chạy ra phía ngoài. Virginie thấy đồng tỉnh cũng bước ra xem, cho rằng đám châu chấu là nguyên nhân của những sự việc kỳ lạ xảy ra gần đây. Karim quyết định đốt cháy hết những nhà kính này. Nhưng hành động đó đã làm cho đám châu chấu từ đó mà thoát hết ra ngoài. Karim bỏ chạy vào trong nhà, dặn Laura tắt hết đèn, đóng cửa sổ, nhưng cũng không ngăn được số lượng quá đông của chúng. Karim bị chúng tấn công và giết chết. Laura bỏ chạy ra ngoài rừng về phía hồ nước. Châu chấu bây giờ đã bay đen cả một vùng trời. Laura lấy một chiếc thuyền, bắt úp nó lại và trốn xuống phía dưới nước. Bọn chúng tấn công con thuyền dữ dội và đang nhấn chìm Laura. Để cứu con gái, Virginie đành tự làm mình bị thương, lấy máu bo đầy mặt và tiến lại gần. Đám châu chấu bị thương hút bởi máu, liền quay sang tấn công Virginie. Nhờ đó mà Laura đã thoát được, nhưng cô cũng bất lực nhìn mẹ mình bị tấn công rồi chìm xuống dưới hồ. Laura đang tuyệt vọng thì Virginie đã kịp ngoi lên và sống sót. Xác những con châu chấu nổi lên bền trên mặt hồ, nhưng số lượng chúng vẫn còn rất nhiều và chúng đang bay đi khắp đủ mọi hướng. Bộ phim cũng đã kết thúc tại đây. Không biết được sau cú sốc ấy, Virginie đã tỉnh ngộ ra chưa, vì cô suýt phải đánh đổi mạng sống con gái do sự mù quáng của mình. Còn đám châu chấu khát máu kia, chúng sẽ bay về đâu, phá hoại ra sao và có thể sinh sôi nảy nở không? Các bạn dự đoán như thế nào thì hãy comment phía dưới để cùng thảo luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video sau.